từ những cái thất bại của người khác để mình rút ngắn được cái thời gian mình tăng tài sản lên, hoặc mình tránh được về mình không đầu tư như vậy. Hello, xin chào tất cả các anh chị. Hiện nay Đình đang ở Tà Nung của Đắk Nông anh chị. Thực sự khi mình đến đấy thì mình học được một cái điều mà Đình thấy đấy là cái tư duy của cái người tạo ra cái khu vui chơi này, tạo ra một cái homestay này rất là đẹp. Nên thông thường Đình có chia sẻ với anh chị rằng cái việc chúng ta tìm cho mình một cái mô hình kinh doanh, đúng không nhỉ? Tìm cho mình một cái cách để chúng ta đầu tư, đó là một cái điều mà thường Đình luôn tìm tòi và mong muốn học hỏi. Khi đến đấy thì Đình cảm nhận một điều rằng là chính cái người chủ đấy, họ thật sự có tầm nhìn và họ thật sự là họ chọn được những cái khu đất gọi là đắc địa. Ở đấy trước đấy Đình hỏi một số bạn ở đấy thì họ nói một cái hecta ở đấy chỉ có 200 triệu anh chị ạ. 200 triệu mà bây giờ hàng trăm tỷ. Thế cái việc đấy có nghĩa là để tìm được một cái kiểu đất như thế này thì bắt buộc chúng ta phải đi rất là nhiều. Cái thứ hai là bắt buộc phải có những cái cách mô hình kinh doanh để tạo ra cái giá trị của nó trên những cái đất mà thường chưa ai khai thác hoặc chưa ai tìm đến hơi. Cái cách thứ ba đấy là thường phải có một cái thế mạnh của mình là về kinh doanh nhà hàng chẳng hạn, hoặc về cái cách. Nhưng nếu mình không biết tìm được cái thế mạnh đấy thì một cách nữa là chúng ta cần phải tìm cho mình một chuyên gia. Đó cũng là một cái cách để chúng ta đầu tư anh chị ạ. Vì khi chúng ta mà không tìm cho mình được một cái chuyên gia thì chúng ta sẽ không tìm cho mình được cái mà chúng ta nghĩ rằng nó chưa chắc đã phát triển. Nhưng chuyên gia họ biết thì họ sẽ chia sẻ cho mình cái cách để mình làm, hoặc họ sẽ là việc tư vấn cho mình. Nên Đình thường cũng phải tìm rất là nhiều người kết nối lại với nhau, học hỏi lại với nhau thì Đình mới làm được nhiều cái cách kinh doanh ở nhiều khu vực khác nhau. Một, đó là cái cách mà thường là đầu bếp chẳng hạn. Cái thứ hai là thường là bên thiết kế chẳng hạn. Cái thứ ba là thường để có được những cái cách đầu tư thì chúng ta cũng phải biết được là những cái người về chuyên về kinh tế vĩ mô. Thứ tư nữa là thường họ biết được cái chu kỳ nào ở khu vực nào nó phát triển thì đó mới là thực sự đầu tư anh chị. Còn nếu chúng ta mà đầu tư theo những cái cảm xúc là một trong những cách đầu tư nguy hiểm nhất mà Đình thường vấp phải cũng như đã từng bị qua. Bởi vì mình đầu tư cảm xúc là bị cái đồng tiền hoặc dòng tiền nó hút mà mình theo cái cảm xúc đấy và mình không thoát được ra được. Đấy là một trong những cái mà thường rất là nhiều anh chị bị, mà Đình trước đấy Đình bị ấy nhỉ. Chúng ta giống như ở Quế hẳn thôi, vừa rồi cái sóng nó cao đúng không nhỉ, thế là nhiều anh chị chui vào. Bây giờ nhiều người thì sẽ ra không được thôi, ra không kịp thôi. Tất nhiên khi mình vào đấy thì mình mong muốn là sẽ có được lợi nhuận, hoặc là mong muốn để có đầu tư. Đây có thể cái hoa đẹp này, cái khu này họ làm đẹp thật anh chị. Thật sự là Đình cũng mong muốn phải tạo được một cái khu như thế này. Khu vực này thì mình cũng còn là còn những cơ hội cho mình, nhưng những khu vực khác thì tìm cho mình một cái mô hình kinh doanh. Đó là cái ước ao mong muốn của Đình. Nên đi đâu Đình thích lắm. Thích đầu tiên là mình thích được là họ tạo được cả cái tiền để cho có những cái công ăn việc làm cho những cái người dân ở tại địa phương. Cái thứ hai nữa là họ đầu tư như thế này, tạo được cái thuế và nâng được cái giá trị cái lỗ đất của họ lên đó, đúng không? Chứ bình thường nếu mình mà không tạo được cái giá trị để không công ăn việc làm thì lỗ đất của mình nó cũng giống như những lỗ đất của người khác. Và vậy là cái sự tăng trưởng nó không cao, mà chỉ phụ thuộc vào những cái chu kỳ của thị trường, phụ thuộc vào những cái cách mà chúng ta làm theo những cách giống như của họ thể là sai. Nhưng mà do mình ở nước ngoài khá lâu nên đi về bây giờ Đình cần phải học hỏi rất là nhiều. May mắn rất là nhiều người, nhiều anh chị chia sẻ rất là chân tình. Đình cũng học được từ những cái người bạn đấy rất là nhiều. Cũng chính là Đình học từ những cái câu hỏi của những anh chị đấy, từ những cái thất bại của người khác để mình rút ngắn thời gian mình tăng tài sản lên, hoặc mình tránh được về mình không đầu tư như vậy. Thứ ba để Đình học đấy là Đình học từ những cái câu hỏi của anh chị, sau đó Đình tìm tòi những cái kiến thức của mình chưa biết và mình chia sẻ lại những cái mà mình cần phải chia sẻ một cách chính xác nhất. Thôi em Điệp chào anh em bạn bè của anh Trần Đình nhá. Nhưng mà hôm nay tại sao biết Đình mới đến đây? Nói chung là anh em là thấy anh Đình phát trực tiếp trên Facebook là hôm qua là ở Lâm Đồng. Thì em tính là chạy qua Lâm Đồng, nhưng mà sáng nay nghe thông tin là anh về ở Gia Nghĩa, Đắk Nông, nên là em chạy lên để gặp anh cái. Cũng là anh em từ cái mạng xã hội nên để biết đến nhau. Do cái bạn này là bạn Điệp, nên là bạn cũng học trên cái fanpage của Đình ấy anh chị này. Tức là học trên giống như anh chị Đình thường livestream thế này đấy. Xong là bạn đã học được cái đấy. Bạn học được cái đấy thì bạn cũng quý, vì là bạn nhận được từ những cái giá trị đấy. Và bạn quyết định bạn đi 45 km đến đấy để bạn hỏi thêm một số vấn đề. Thường chia sẻ thật với anh chị như thế này, Đình biết cái gì thì Đình chia sẻ cái đấy. Ít khi Đình giấu lắm. Vì tại sao mình chết đi mà mình mang đi những cái kiến thức đấy thì là mình đã thất bại. Nên là Đình biết cái gì Đình chia sẻ hết đấy. Mà khi bạn từ sáng với bạn là đi với Đình là khoảng tầm 5 tiếng rồi anh. 5 tiếng. Bao giờ 1 giờ anh em. Nhưng mà học được nhiều. Ồ, nói chung là kinh nghiệm anh chia sẻ được cái như người ta thì không chia sẻ, nhưng mà anh thì
Nói chung là quá tuyệt vời, nói chung là học được rất nhiều cái. Từ cách ăn nói, từ cách nói chung là muốn làm cái gì mình phải là nhìn nhận cho nó chín chắn chứ không có vội vàng. Nói chung là rất tuyệt vời, nói chung rất may mắn được gặp anh. Nếu mà ai mà muốn mà ghé qua Đắk Nông thì có thể tham khảo đất hay là biết đến Đắk Nông thì có thể xem YouTube của em là Điệp Nguyên. À, khi mình đến được với một cái khu vực mới là mình sẽ có được người bạn tuyệt vời, người em tuyệt vời từ cái internet đấy. Và anh chị biết không, Điệp Nguyên đó là một cái kênh YouTube có thể chúng ta tham khảo cái bất động sản tại khu vực đấy. Vì cái thứ nhất ấy là Đình cũng thấy giỏi được tất cả những cái khu vực đất rồi, nhưng mà Đình không biết được đúng không, thì Đình phải nhờ một cái người nào đấy, mình phải biết cách nhìn người, tìm người và kết nối với một cái người tại khu vực địa phương đấy, gọi là chuyên gia tại khu vực đấy, thì là mình sẽ tìm được cái bất động sản tốt thôi, còn mua hay không là việc khác nha. Đó là một cái cách thường là Đình như thế. Nên là Đình để nấu là Đình phải tìm một cái người ở đấy và họ kết nối để mình học hỏi, cũng như là những cái cộng đồng đó mới là cái điều tuyệt vời nhất.